Còn bây giờ thì xin được chuyển sang một câu hỏi thuộc về lĩnh vực thủy sản của khán giả Hoàng Văn Kha ở Yên Mỹ, Hưng Yên. Khán giả có hỏi về ao sâu 1,5 mét nước và rộng 2.000 mét vuông, có nhiều rêu màu xanh nổi trên mặt nước và bị nhiều vào ngày trời nắng, đã dùng vôi thuốc tím nhưng không có hiệu quả. Xin hỏi nguyên nhân và cách khắc phục ạ. Xin mời chuyên gia Bùi Quang Tề. Xin chào khán giả, xin chào bà con. Đối với anh, với khán giả mô tả thì cái ao anh là bị ô nhiễm hữu cơ thôi. Mà ô nhiễm hữu cơ thì chúng tôi gọi là phú dưỡng, một phú dưỡng nó sinh ra tảo nở hoa. Cái tảo nở hoa xác tảo chết nó sẽ nổi lên, đặc biệt những hôm trời nắng nó nổi hết lên cái màu xanh. Thế anh mới có dùng thuốc tím và vôi thì chưa hiệu quả. Đấy, cái thứ nhất. Mà nguyên nhân cái ao của anh bị phú dưỡng hay là ô nhiễm các chất hữu cơ là do thức ăn thừa và phân cá. Anh phải tìm cái nguyên nhân để chặn lại. Thì tôi tư vấn cho anh như thế này. Cái thứ nhất là anh phải giảm khẩu phần ăn ngay đi. Ít nhất là từ 30 đến 40%. Tức là cái khẩu phần ăn một ngày anh đang cho ăn 10 cân chẳng hạn thì anh phải giảm đi, anh chỉ cho ăn 6 7 cân thôi. Tức là giảm ngay cho tôi đấy. Đỡ tốn thức ăn vì thức ăn thừa nó sinh ra cái ô nhiễm này. Và những hôm trời nắng, thí dụ như hôm nay chẳng hạn. Hôm nay chẳng trời 39 độ mà anh vẫn cứ cho ăn, có khi phải giảm tới 70%. Vì thực sự con người như thế thôi, nắng quá không ăn nổi, thì cá nó cũng thế. Những cái đấy tôi là cứ hay ví dụ như thế, không phải giờ nắng quá mà lại giờ bắt ngồi ở ngoài trời không có điều hòa thì chắc không ai ăn nổi. Nhưng bây giờ thì có thể biết đâu anh cũng có điều hòa sao. Ý tôi nhắc như thế để chỉ là giảm khẩu phần ăn từ 30 đến 40% và những hôm trời nắng quá thì anh giảm tới 70%. Đấy là cái nhiệm vụ đầu tiên, phải cắt cái nguyên nhân nó sinh ra cái chuyện này. Thế anh mới có cho thuốc tím vôi không ăn thua. Tức là anh có thể dùng thuốc tím không được thì anh dùng sữa bất đồng. Sữa bất đồng nó sẽ kết tủa, nó diệt cái tảo đi. Và dùng vôi để kết tủa cái tảo này, kết tủa cái xác tảo mà chìm dưới đáy. Tức là chúng ta mới dọn vào thùng rác. Thế là tôi cứ hay nói ví von để cho bà con dễ nhớ. Nhưng cái thùng rác nào nó khênh anh không khênh được, phải dùng chế phẩm vi sinh khênh lên. Tức là dùng chế phẩm vi sinh để phân hủy cái này. Chế phẩm vi sinh thí dụ như rất nhiều loại, thế là tôi ví dụ như AIM Clean là một trong những chế phẩm và liều dùng phải gấp 2 3 lần. Và tần số là anh cho 3 5 ngày một lần. Ít nhất anh phải đánh độ 3 4 lần như thế thì nước ao anh tự định trở lại. Nhưng quan trọng nhất là phải giảm khẩu phần ăn. Đấy là cái số 1. Nếu không giảm khẩu phần ăn thì chịu thua không làm được. Chúc anh xử lý thành công. Dạ vâng, xin được cảm ơn chuyên gia Bùi Quang Tề với những tư vấn vừa rồi và hy vọng là khán giả sẽ áp dụng thành công cho đàn cá của gia đình mình.